Nếu mà có dịp qua quận 7 thì cái quán ốc này nhất định phải ghé thử. Cũng đang nhiều quán ốc nhưng mà ở đây cái món được nêm nếm rất là ngon, lại gặp chủ quán có tâm nữa. Cái sốt này sốt gì mà thấy anh ăn thấy nó ngon lắm, nó béo lắm. Không? Menu quán thì đủ các loại ngao sò, ốc tôm mực nhưng với lại giá cả phải chăng mà dao động từ 40 cành cho đến 80 cành thôi. Ốc và hải sản sẽ được ướp đá để giữ độ tươi cho khách có thể lựa chọn ngay trước quán rồi chế biến ngay tại chỗ với bếp mở để mình có thể quan sát luôn cái phần ăn của mình. Rồi Phúc mới gọi vài món ra review mà cái phần ốc nhảy hấp thái đậm đà khá là ngon mà chỉ có 40 cành với một ít chua cay kèm thêm một ít đọt lá quế cho thơm mà các bạn có thể kết hợp với lại nước mắm chua ngọt mà Phúc thấy best nhất trong các loại nước chấm ở quán. Nhâm nướng mỡ hành thì mình có thể chọn nướng với lại trứng cút và mỡ hành rồi kết hợp với lại một ít nước chấm chua ngọt sẽ ok nhất. Phần sò điệp nướng phô mai cực béo thơm mà quán xài loại con to nha. Quán còn có khá nhiều món ốc bu lót, ốc bu, ốc len, ốc tỏi, ốc hương hay là nghêu, sò lông, sò huyết với lại giá dao động tầm 40 cho đến 80 cành. Riêng cái phần nước chấm muối ớt xanh thì quán nên giảm cái độ mặn lại chút xíu thì sẽ ngon hơn. Cái món tôm sú sò thái ngon nè. Đầu tôm thì được nướng lên thơm, thân tôm thì được làm sạch. Ốc hương trứng muối một phần xay trung tầm 12 con mà sốt ngon cực luôn mà tôi đã nói ở đầu clip. Riêng cái phần miếng xào cua thì ngon nhất sau khi chế biến nha. Quán này là ốc xịn, vừa xuống cầu kênh tẻ gặp ngã tư đầu tiên là quán nằm ngay ngã tư Nguyễn Hữu Thọ và đường số 15 về phía tây trái nha.